Số liệu thống kê của Bộ Giáo dục Đào tạo cho thấy, tính từ tháng 8 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024, có thêm 7.215 giáo viên nghỉ việc, chuyển việc. Trong đó, giáo viên nghỉ việc ở bậc mầm non chiếm tỷ lệ cao, và phần đông họ nghỉ việc để chuyển đổi nghề nghiệp có mức thu nhập cao hơn. Một giáo viên tiểu học ở Quảng Nam xác nhận mức lương giáo viên thấp nhưng cô vẫn cố trụ với nghề. Dạ không, em thì đối với bản thân em thì em nghĩ là khi mà em đã quyết định em chọn làm nghề giáo viên thì em đã biết trước là cái mức lương là với cái nghề nhà giáo là như vậy, thì em nghĩ là cuộc sống em như vậy là đủ. Còn tùy vào người, ví dụ như họ cảm thấy là vào giáo viên, vào nghề nhà giáo thì mức như mà họ chưa ưng thì họ sẽ không vào thôi. Chứ còn riêng em thì em thấy như vậy. Có nghĩa là mình sống phù hợp, mình sống cái mức sống của mình đáng phù hợp với cái mức lương mình đang nhận thôi. Chứ ví dụ như nhiều người có mức sống ở cái nhu cầu cao thì thấy nó là thấp. Còn em thì em cảm thấy em có thể dung hòa được, em có thể tiết chế so với làm ăn để cho nó không bị gì thiếu với cuộc sống. Là một giáo viên lâu năm, thầy Đặng Tiến dạy tại trường Đại học Thái Nguyên cho biết lương giáo viên không phải thu nhập lý tưởng, nhưng ông có nhiều cách để trang trải cuộc sống. Nếu nhìn từ lương thì rõ ràng cái mức lương nhà giáo so với lại các cái nhà khác chẳng hạn thì không phải là thấp, nhưng mà phần lớn nhà giáo là người dạy học thì ngoài lương ra thì rất ít có những khoản thu nhập khác. Cho nên thu nhập của nhà giáo tôi nghĩ không phải là thu nhập có lý tưởng, có chất lý tưởng. Tôi dạy ở thành phố, thu nhập chính và thu nhập từ dạy thêm nó tương đương nhau. Và tổng cái thu nhập của một tháng ở cái mức độ là chi tiêu nó tiết kiệm thì đủ sống cho cuộc sống bình thường. Tuy vậy, trước thông tin hàng ngàn giáo viên bỏ việc, nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng. Cũng có ảnh hưởng chứ. Hay là giáo viên nghỉ thì nó sẽ ảnh hưởng tới việc học của con tôi. Tại vì giáo viên sẽ không bao giờ theo sát được là hành trình của con tôi nó học như thế nào hết. Chẳng thà là vì giáo viên, một giáo viên đi theo hết một quy trình của một kỳ học của nó, theo từ kỳ 1 đến kỳ 2, thì giáo viên sẽ nắm bắt được con tôi nó sẽ học như thế nào. Chứ còn ví dụ như trong nửa kỳ mà giáo viên sẽ thay đổi một giáo viên khác thì con tôi sẽ, giữa giáo viên và giữa học sinh thì sẽ không ai mà nắm được là ai là người học được và ai là giáo viên đó như thế nào cả. Phải có ảnh hưởng nhé. Tại vì vật giá leo thang, coi như là thị trường hiện nay là nó bất cập, giá cả thì leo thang đủ thứ, nhưng mà lương thì không tăng thì buộc họ phải tìm những cái môi trường tốt để người ta làm việc thôi. Nguyên nhân đó là dẫn đến cái những cái chỗ mà thiếu giáo viên, chỗ thừa giáo viên.